Lúc bấy giờ, Tu Nhã lật tay, liền xuất hiện ba khỏa kim hạch. Nàng si ngốc nhìn ba khỏa kim hạch thì thào nói: "Lưu Tinh bệ hạ ư, người này thật sự có gặp qua người sao? Nếu không, làm sao hắn biết người tặng ta ba khỏa kim hạch này?" Hồng Quân thu lại khẩu khí, nhìn rõ hình dáng nàng, trông dáng vẻ đó có vẻ như không cùng hắn động thủ. Một lát sau, nàng thu hồi ba khỏa kim hạch, mỉm cười nhìn Hồng Quân, vẻ mặt không còn lãnh đạm như lúc trước. "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì?" "Tu Nhã tiểu thư, ngươi tin tưởng ta rồi sao?" "Không phải tin tưởng ngươi, mà là ta tin tưởng Lưu Tinh bệ hạ. Nếu ngươi đã biết ba khỏa kim hạch này, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, gặp qua người, ta đều không giết ngươi." Tu Nhã nhẹ nhàng nói, xoay người bay lên ghế trên cao. Trong lúc xoay người đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chỉ có điều Hồng Quân không để ý thấy. "Vậy là tốt rồi, Tu Nhã tiểu thư, ta tên gọi là Hồng Quân, người có thể gọi ta là Tiểu Quân cũng được." "Tiểu Quân, người nói người trực tiếp phi thăng lên ám tinh giới sao? Từ trước tới giờ, ta chưa từng biết có phi thăng giả nào sau khi phi thăng lại xuất hiện ở ám tinh giới cả." Nói về chuyện này lại khiến Hồng Quân bực mình. Phi thăng nơi nào cũng được, phi thăng ngay lên ám tinh giới, mà bản thân ám tinh giới với người phi thăng cũng không có quan hệ tốt cho lắm. "Tiểu Quân này, sự kiện này quả thật là ngạc nhiên à nha. Ngươi định ở lại với chúng ta hay đi lên Tiên Ma yêu giới đây?" Tu Nhã cười cười, với cương vị là một trưởng lão, nàng có khả năng để xử lý tình huống của Hồng Quân. "Tu Nhã tiểu thư, muốn về lại Tiên Ma yêu giới thì ta quả thực không có khả năng, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của tiểu thư thôi." "Không có gì, không xa ở tinh cầu này có một cỗ truyền tống trận, có thể truyền tống trực tiếp tới Tiên Ma yêu giới. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể giúp cho ngươi đi." "Vậy ta xin đa tạ tiểu thư." Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng được giải quyết, Hồng Quân trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. "Không cần khách khí, nếu ngươi sau này gặp lại Lưu Tinh bệ hạ, chỉ cần ngươi chuyển lời hộ ta là Tu Nhã cảm ơn người đã luôn nhớ kỹ về chuyện ba khỏa kim hạch." Tu Nhã nói chuyện này trên mặt bỗng ửng hồng. Thấy thế, Hồng Quân trong lòng sợ hãi thầm nghĩ: "Phụ thân à, con không nghĩ cha ở hạ giới lại có hồng nhan chờ đợi như vậy, mãi mãi không quên à." "Tu Nhã, xin lỗi nàng, vì phụ mẫu ta không thể truyền những lời này được." Ở Tiên Ma yêu giới, những người đồng lứa với Tần Vũ đều đã phi thăng, Long tộc cũng được Nga Vô Danh mang đi hơn một nửa, sinh sống ở Tiên Ma yêu giới Tần Mông vũ trụ. Tại Tiên Ma yêu giới, Long Hoàng chính là Phương Điền. Tại Tử Huyền Tinh, Phương Điền biết Hồng Quân là hậu nhân của Tần gia nên cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Điền từ lâu đã biết Tần Vũ là người rất kinh khủng, không cần phải tìm hiểu nhiều, thông qua Nga Vô Danh đã biết Tần Vũ bây giờ đã siêu việt trên mức thiên tôn. Tẩu thú nhất tộc sau khi Hầu Phí cùng Đại Viên Hoàng phi thăng không xuất hiện một siêu cấp thần thú nào. Hiện tại thế lực của Từ Đồng Ngưu Ma Hoàng cũng không bằng trước kia được. Bất quá không có bản man tọa trận, thế nhưng cũng có một bát cấp yêu đế Ngưu Oa nên địa vị cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Còn phi điểu nhất tộc bằng Ma Hoàng siêu cấp thần thú Ám Điện Phương Lam cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều ẩn cư. Nhưng hiện tại bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện một người là một bát cấp yêu đế, đó là bát cấp yêu đế Kim Sĩ Đại Bằng Tông Quật. Tông Quật yêu thích một người của Phượng Hoàng nhất tộc là Nghê Minh và hai người đã thành vợ chồng. Vì yêu Nghê Minh, Tông Quật vẫn áp chế công lực của mình ở mức bát cấp yêu đế, không lên kiểu cấp yêu đế. Nếu không, Tông Quật đã sớm phi thăng. Hiện tại, hai vợ chồng họ đều là bát cấp yêu đế, ngay cả bằng Ma Hoàng cũng không dễ dàng đắc tội với họ. Tiên giới sau khi Lâm Ẩn phi thăng, Ẩn Đế Tinh cũng không có quá nhiều thay đổi. Hiện tại bây giờ xuất hiện một vị tân Ẩn Đế mới, đó là bát cấp tiên đế Lâm Lâm. Ẩn Đế Tinh lại một lần nữa củng cố thế lực của mình. Tiên giới trước đây thế lực do Vũ Hoàng cùng Huyền Đế nắm giữ, hiện tại bây giờ do bát cấp tiên đế Ngũ Hành nắm trong tay. Ngũ Hành là một kiếm tiên, lực công kích so với kiểu cấp tiên đế còn có phần mạnh hơn. Hơn nữa dưới tay có rất nhiều tiên đế cao thủ. Chính vì thế ở tiên giới đây là thế lực mạnh nhất. Ngoại trừ thế lực của Ngũ Hành, tiên giới còn xuất hiện một thế lực nữa, đó là thế lực của Kim Đế. Kim Đế Kim Minh xuất phát từ thế lực của Thanh Đế xưa kia. Sau khi Liễu Đế độ thần kiếp thất bại, địa bàn của Thanh Đế xuất hiện nổi loạn. Sau khi Kim Đế Kim Minh diệt trừ những phần tử bạo loạn này cùng với những bộ hạ của Liễu Đế tạo thành một phương thế lực. Tại ma giới, sau khi Ngộ Long phi thăng lại phân chia thành ba thế lực,
Điều đó chứng tỏ ma giới không còn đoàn kết nữa. Thế nhưng trong tiên ma yêu giới, ma giới vẫn là thế lực mạnh nhất ở đây. Phải mất suốt 3 năm, Hồng Quân mới chạy được đến lưu tuyển tinh hệ. Nhưng cũng bù lại, hắn cũng đã nắm rõ được các thế lực của tiên ma yêu giới. Nhiều người quen biết với cha hắn như Bản Man, Tông Quật đều là những người mà tại nhân gian giới cùng với cha hắn có quan hệ. Cổ Bàn sau khi phi thăng cũng không xuất hiện trên huyền tinh hệ mà lại xuất hiện ở Phong Tháng Tinh và đã đến chỗ này sớm hơn so với Hồng Quân đến 3 tháng. Còn Phượng Hy thì phi thăng tới địa phương của Phượng Hoàng nhất tộc. Nghe mình sau khi biết Phượng Hy là linh thú nên liên tục cho ăn hỏa khí nhằm phá giải phong ấn của linh thú quyển. Thế nhưng sau khi Tông Quật biết Phượng Hy là linh thú của hậu nhân Tần gia nên khuyên nhủ Nghê Minh bỏ qua, không tiếp tục phá giải lời chú nữa. Lần này Tông Quật cùng Nghê Minh đích thân đưa Phượng Hy đi gặp bọn Hồng Quân. Tông Quật cũng có cảm giác người này là hậu nhân của Tần gia, người mà luôn gây cho người khác cảm giác không bình thường. Ở tại tuyển tinh hệ Ngư Dương Tinh, Cổ Bàn đang ở trong một tiểu điếm khách. Ở chỗ này cao thủ so với hắn nhiều vô số. Cổ Bàn từng nghe Hồng Quân dặn dò rằng cực phẩm tiên khí không nên để lộ liễu quá, nên ngay cả đến cực phẩm linh khí khai thiên phủ cũng chưa từng dùng qua. Chính vì vậy một số tiên thiên khinh thường Cổ Bàn là người mới phi thăng. Cổ Bàn không sợ mấy tiên thiên đó, nhưng lại nhớ tới lời Hồng Quân nên đã nhẫn nhịn. Một tòa tiểu lâu ở Ngư Dương Tinh, Hồng Quân cùng Cổ Bàn đang ngồi uống rượu. Vì Phượng Hy là linh thú của Hồng Quân nên hắn cảm nhận được Phượng Hy đang trên đường đến. Hai người cảnh giới đều là nhất cấp tiên thiên nên ngay cả tiểu nhị cũng không muốn phục vụ cho bọn họ. Ngồi chờ mãi mới có rượu và thịt mang lên, Hồng Quân bực tức thiếu chút nữa đập nát cả cái bàn. Tiểu Quân, ngươi còn nóng tính hơn cả ta sao? À, mà ngươi phi thăng lên địa phương nào vậy? Cổ Bàn giữ chặt lấy Hồng Quân, sợ hắn bạo nộ, cười cười hỏi. Thật khốn kiếp mà, không biết sao mà xui xẻo thế không biết. Ta phi thăng lên ngay án tinh giới, thiếu chút nữa là không quay về đây được rồi. Nhắc tới địa phương mà hắn phi thăng, Hồng Quân lại cảm giác buồn bực. Lên nơi nào cũng được, ai ngờ lại phi thăng ngay lên ám tinh giới. Hắn chính là người đầu tiên phi thăng lên địa phương này. Ám tinh giới là địa phương nào vậy? Cổ Bàn không biết địa phương này liền hỏi. Hồng Quân còn chưa kịp trả lời thì đã có một hắc y đại hán vỗ bàn cười to. Tiểu tử kia, châu bò cũng không ngu ngốc như ngươi à? Phi thăng lên ám tinh giới ư? Chẳng biết ngươi nghe ai nói tới ám tinh giới mà dám đến đây bốc phét như vậy, định chọc giật lão đại gia ta sao? Hắc Y đại hán là tứ cấp kim tiên, tại Ngư Dương Tinh cũng có chút danh tiếng. Nghe đến tên ám tinh giới và lại nghe từ một kẻ mới phi thăng như Hồng Quân nên buông lời trêu chọc. Vị đại ca này, ám tinh giới là nơi nào vậy? Rất nhiều người không biết nên vây quanh Hắc Y đại hán hỏi. Hắc Y đại hán sau khi nói cho những người tò mò biết càng thêm hưng phấn, liền quay sang Hồng Quân cười nói. Tiểu tử này nói dối mà không biết đỏ mặt à? Ám tinh giới là một địa phương thần bí, nếu không có thân phận của người ám tinh giới, tiểu tử này nhất định phải chết chứ không chơi. Tiểu tử mới phi thăng kia chọn địa phương nào để nói không chọn, lại chọn ngay ám tinh giới? Từ trước tới giờ ta chưa từng nghe có người nào phi thăng lên ám tinh giới cả. Đại hán ngồi bên cạnh người kia cũng nói lớn. Chỉ nhất cấp thiên tiên không khai thật nơi nào tu luyện lại chạy đến đây nói nhăng nói cuội. Ở đây toàn là nhân gian giới phi thăng giả, người nào người nấy đều là một phương hào kiệt tại nhân gian giới, là nơi mà ngươi có thể ăn nói với vẩn thế sao? Một thiên tiên kiểu cấp đi theo thấy náo nhiệt liền lên tiếng, khiến cho bọn Hồng Quân trở thành trò cười. Hồng Quân vẻ mặt càng trở nên khó coi, nụ cười của Cổ Bàn cũng biến mất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trong quán đang cười lớn châm chọc họ. Tiểu tử kia, gọi ta ba tiếng ông nội, ta sẽ không truy cứu những lời hồ ngôn loạn ngữ của ngươi hồi nãy. Hắc Y đại hán ha hả cười to, cả tiểu lâu thấy thế cũng cười theo. Người không biết thế nào là sống là chết sao? Hồng Quân tức giận hừ lạnh một tiếng. Như vậy có nghĩa là Hồng Quân coi đại hán như là người đã chết. Lần này Hắc Y đại hán không những vũ nhục hắn mà còn vũ nhục cả người nhà của hắn. Chính vì điều đó đã khiến trong lòng hắn nổi lên sát ý. Tiểu tử kia, ngươi nói cái gì? Ngươi chán sống thật rồi. Tiếng cười vừa dứt, đại hán đã biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh bàn Hồng Quân. Tiên kiếm đã kể ngay cổ hắn. Gọi ta ba tiếng ông nội, lão tử sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó này. Hồng Quân giận dữ, đại hán cùng kiếm của hắn, Hồng Quân không để vào mắt.
Thân thể giữ nguyên, cứ thế tiến tới va chạm. Đao kiếm được xuất nhằm thẳng ngực đại hán đâm tới. Hắc y đại hán coi như không có gì, nhanh chóng thuấn di bay thẳng ra ngoài. Kim đao lóe lên thì đại hán đã phát giác và nhanh chóng tránh khỏi. Hiện tại tu vi của Hồng Quân là nhất cấp thiên tiên, tu vi của hắn đã bị đảo thối. Chỉ cần Hồng Quân có được tu vi của lục cấp thiên tiên thôi, thì với một đao vừa rồi, đại hán kia chắc chắn là không tránh khỏi cái chết. Ngươi dám tấn công ta ư? Đại hán kinh hô, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Trực giác cho hắn biết thanh đao kia không hề tầm thường chút nào. Điều mà làm hắn tức giận hơn chính là một kẻ mới nhất cấp thiên tiên mà dám dùng đao đâm hắn. Hét to một tiếng, tiên kiếm trong tay đại hán nhằm thẳng đan điền Hồng Quân bay tới. Đại hán tưởng rằng chỉ với một kiếm này có thể đâm thủng đan điền, phá vỡ nguyên anh của Hồng Quân, bắt hắn phải trả bằng một cái giá rất đắt, đó chính là mạng sống của mình. Người chết đi! Hắc y đại hán kêu to một tiếng, dùng tiên kiếm đánh thẳng vào người Hồng Quân, thế nhưng chỉ làm hắn thối lui mấy bước, đẩy hết dư kình sang cái bàn bên cạnh. Còn thanh tiên kiếm thì không tiến thêm được một tấc nào. Kim đao hiện lên, thanh tiên kiếm nhanh chóng bị chia làm hai nửa, rơi ngay xuống đất. Mọi người ở trong tiểu lâu ngay lập tức nhìn Hồng Quân với con mắt khác. Một thanh đao có thể dễ dàng chém đứt một kiện tiên khí tiên kiếm thì tuyệt đối là một kiện tiên khí cao cấp, nói không chừng còn là một kiện cực phẩm tiên khí. Không những thế, bị tiên kiếm đâm vào người mà không có vết tích gì thì có lẽ trên mình tên này còn có một kiện tiên giáp cao cấp. Một nhất cấp thiên tiên mà trên người toàn là bảo vật, ai nấy trong tiểu lâu con mắt đều sáng rực lên. Giống như Hồng Quân phi thăng để đem bảo vật dâng cho chúng vậy, ai nấy đều muốn xông tới cướp đoạt tiên khí. Tiểu Ban, trước mắt ngươi hãy vào trong Hồng Quân hành phố. Hồng Quân âm lãnh nói, hắn biết rằng đại hán bị bẽ mặt như thế thì không đời nào tha cho hắn cả. Còn những người khác đã có ý nhòm ngó tới hắn, nhất định họ cũng không dễ dàng để cho hắn đi. Tiểu Quân à, ta không sao đâu, những người này ta có thể ứng phó được mà. Cũng chẳng hay ho gì, trong khi ngươi chiến đấu thì ta lại trốn trong Hồng Quân hành phủ cả. Cổ Bàn cảnh giới tu vi cao hơn Hồng Quân, những người khác có thể thấy tại Không Minh Kỳ đã có thể đối phó với tán tiên, nên trong giới thiên tiên đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Tốt lắm, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút đấy. Hồng Quân nhìn Cổ Bàn dặn dò, hắn biết Hắc Y đại hán đang nhằm họ làm mục đích công kích. Thần khí đã xuất hiện, chắc chắn những người này sẽ không rời đi. Nơi này tu vi cao nhất ngoại trừ Hắc Y đại hán là tứ cấp kim tiên, còn có một gã là lục cấp kim tiên. Nhưng điều đó cũng không khiến cho Hồng Quân lo lắng, vì ngoài thần khí ra, Hồng Quân còn rất nhiều cực phẩm nguyên linh thạch, có thể khởi động kiếm tiên khôi lỗi bất cứ lúc nào. Chờ một chút, mọi người đừng vội vã. Tiểu tử, cái chu đao của ngươi là dạng tiên khí gì vậy? Hắc Y đại hán ngăn cản mọi người xúc động, nhìn chằm chằm kim đao trong tay Hồng Quân hỏi. Đây không phải là tiên khí, thế nhưng muốn giết mạng chó của ngươi cũng rất đơn giản thôi. Hồng Quân vừa dứt lời, kim đao lại được xuất ra. Lần này đại hán không dám trực tiếp đón đỡ hàn quang của kim đao, vội vàng lui về phía sau vài bước tránh khỏi hàn quang. Sau khi kiếm khí đi qua, đại hán lập tức thuấn di tới trước mặt Hồng Quân, tiên kiếm trực tiếp đâm tới. Ngươi thế nào mà ngươi không chết? Đây là lời cuối cùng của Hắc Y đại hán. Nói xong những lời này, đại hán không cam lòng gục ngay trên mặt đất. Tiên kiếm của đại hán đâm trúng cổ Hồng Quân. Trong khi hắn đang trong lòng mừng thầm thì một tiểu kiếm từ tay Hồng Quân xuất ra, xuyên qua đan điền của Hắc Y đại hán. Nguyên nhân là khi đại hán dùng tiên kiếm quyết đâm qua cổ Hồng Quân, trong lòng mừng thầm nên buông lỏng phòng bị, bị Hồng Quân dùng tiểu kiếm xuyên qua đan điền chết mà vẫn không tin mình bị giết. Chỉ một giây thôi mà đại hán đã chết trong tay Hồng Quân. Mọi người xung quanh không vì thế mà động nộ, ngược lại không khí lại rất yên tĩnh, không ai dám ra tay trước, chỉ sợ mình sẽ là xác chết thứ hai nằm trên đất. Vị tiểu huynh đệ, tiểu kiếm trên tay ngươi là cực phẩm tiên khí hả? Và cả thanh đao kia nữa cũng là cực phẩm tiên khí phải không? Không cần nhiều lời, người kia đã trực tiếp đứng dậy, chính là lục cấp kim tiên, mỉm cười nhìn Hồng Quân trước mặt nói. Như vậy đi, hai kiện vũ khí này của ngươi ta sẽ mua. Mục đích của ngươi chẳng tốt đẹp gì, ta không có ý định bán hai món đồ này. Hồng Quân hướng phía Cổ Bàn bước đến. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi còn không biết ta là ai, mua đồ cho ngươi là nể mặt ngươi lắm rồi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt ư? Lục cấp kim tiên mà bị một tên tiểu tử không để mặt một chút nào trực tiếp xoay người nói lớn, nộ khí lan tràn.
Lục cấp kim tiên này tên là Triệu Cường, là con trai của trưởng môn Dương Nghi Tinh, đệ nhất phái Phi Thiên Môn. Phi Thiên trưởng môn là tứ cấp tiên đế, là một tiên đế trọng yếu của ngũ hành. Ta mặc kệ các ngươi là ai, chỉ có một câu nói dành cho các ngươi: muốn sống thì đừng chọc vào ta, còn muốn chọc vào ta thì bất kể là kẻ nào cũng không thể cứu ngươi được. Hồng Quân sau khi nói xong liền lôi cổ bàn rời khỏi tiểu lâu. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Cường. Nếu Triệu Cường đã nói như vậy thì mọi người đều rõ ràng rằng dù rất ham muốn thần khí thì cũng không dám tranh đoạt cùng hắn. Lưu Hai, ngươi hãy đi thăm dò nơi cư trú của bọn họ, bằng mọi cách không thể để họ rời khỏi Ngư Dương Tinh. Buổi tối tìm cho ta người đến làm thịt hắn, lấy về cho ta hai kiện cực phẩm tiên khí kia. Đến bây giờ Triệu Cường đã hoàn toàn tin tưởng kia là hai kiện cực phẩm tiên khí. Rõ, thiếu môn chủ. Nhị cấp kim tiên nhanh chóng nhận lệnh, lao nhanh ra ngoài, chỉ một loáng đã mất dạng. Có hai người đều là nhất cấp thiên tiên, trong đó có một người sở hữu hai kiện cực phẩm tiên khí. Tin tức này nhanh chóng đã lan truyền khắp Ngư Dương Tinh. Triệu Cường ảo não thất vọng vì đã không bắt tất cả những người có mặt ở tiểu lâu hôm đó, mà buổi tối phải động thủ với bọn chúng, điều đó khiến chúng không thể không đề phòng hắn. Hồng Quân cùng Cổ Bàn trở về khách sạn, không biết tình hình bên ngoài vì thông tin của mình đã trở nên láo loạn. Trở về khách sạn, nghe Cổ Bàn hỏi, hắn liền một mạch kể cho Cổ Bàn nghe về những sự việc trên nắm tinh giới. Hồng Quân đang giảng giải cho Cổ Bàn nghe về tình hình của Kim Hình Quân thì Triệu Cường đã dẫn 10 hơn thủ hạ xuất hiện nơi khách sạn. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có chịu bán hai kiện cực phẩm tiên khí cho ta hay không? Hơn 10 tên thủ hạ bên ngoài đã bao vây kín khách sạn, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Hồng Quân thở dài trong lòng, đi ra phòng ngoài, đứng ở không trung đối mặt với Triệu Cường nói: xem ra ngươi không hề để ý tới những lời cảnh cáo của ta. Ngươi đừng nghĩ rằng sử dụng cực phẩm tiên khí giết chết tứ cấp thiên tiên là ta sợ ngươi, một lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Ngươi thật là ngu ngốc, tự nhiên mua lấy những rắc rối vào người. Lưu Hai, ngươi lên trước đi, cẩn thận cực phẩm tiên khí trong tay của hắn. Triệu Cường ra lệnh, chỉ cần người chết thì chắc hẳn binh khí kia sẽ nằm trong tay của hắn. Triệu Cường mang theo mười mấy người đều là nhị cấp kim tiên, đối phó với một nhất cấp thiên tiên căn bản là không cần phải đi quá nhiều người như vậy. Lưu Hai hưng phấn vọt nhanh lên trước, đứng trước mặt thiếu chủ nhân mà lập công thì ắt hẳn trong tương lai sẽ có nhiều thuận lợi. Tiểu Quân, người này để cho ta đi, người cứ nhìn hắn chằm chằm như thế, định đối phó với hắn sao? Hồng Quân đang định tiến lên liền bị Cổ Bàn giữ chặt. Đây là lần đầu tiên Cổ Bàn đề nghị đích thân xuất thủ. Tốt, Tiểu Bàn, ngươi phải cẩn thận. Vật mà ta đưa cho ngươi hãy sử dụng trong trận này. Nếu cảm thấy không ổn thì lập tức tiến nhập Hồng Quân hành phủ. Hồng Quân mỉm cười gật đầu với Cổ Bàn. Đây là lần đầu tiên Hồng Quân để cho Cổ Bàn xuất trận đầu tiên. Hai tên tiểu tử các ngươi, kẻ nào lên trước chết trước? Lưu Hai khinh thường nói. Lưu Hai hoàn toàn không nhúc nhích trước hành động của Cổ Bàn. Cổ Bàn sau khi tiến nhập tầng 5 của Tử Hồng Tuyệt lại còn sơ nhập Hồng Mông không gian. Lúc này lực công kích của Cổ Bàn là không thấp, so với Hồng Quân không có thần khí hỗ trợ thì có thể nói là hoàn toàn mạnh hơn. Không gian chung quanh bị bọn Triệu Cường bao vây làm Cổ Bàn không thể thuấn di, nhưng tốc độ của Cổ Bàn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lưu Hai toàn lực công kích. Cổ Bàn không sử dụng khai thiên phổ, trực tiếp sử dụng cực phẩm tiên khí mà Hồng Quân đã đưa cho. Một đạo quang mang lóe lên xuyệt qua bên người Lưu Hai, tất cả mọi người đều bị tốc độ của Cổ Bàn làm cho chấn kinh. Chỉ có Triệu Cường là thấy được động tác của Cổ Bàn. Hắn thấy tiên kiếm bỗng xuất hiện trong tay Cổ Bàn, chém chéo từ trên xuống. Tiên kiếm trên tay của Cổ Bàn thế chém không giống như là chém bằng kiếm, mà giống như dùng búa đập xuống. Lưu Hai phản ứng cũng không chậm, nhưng tốc độ của Cổ Bàn làm hắn bất ngờ, không có nghĩ đến. Hạ phẩm tiên kiếm cương ngạnh hướng ngược lên trên đã bị kiếm của Cổ Bàn tiện làm đôi, một nửa phía trên văng luôn ra ngoài. Cuối cùng trước mắt bằng bản năng, Lưu Hai di động một chút mới không bị Cổ Bàn phá nát nguyên anh. Chỉ với một kích đã khiến Lưu Hai bị trọng thương, ngay lập tức người của Triệu Cường phải đưa hắn trở về. Tốt, không nghĩ các ngươi còn có cực phẩm tiên khí, thực ra các ngươi là ai, từ đâu đến? Triệu Cường lúc này không tin được hai người này là người mới phi thăng. Cực phẩm tiên khí từng kiện một xuất hiện. Một bậc thiên tiên mà tốc độ so với kim tiên còn nhanh hơn. Điều này nói ra ai mà tin được đây? Điều này chỉ có một lý do để giải thích,
đó chính là chúng dùng thuật ngụy trang để che giấu thân phận. Ta tên là Cổ Bàn, người kia tên là Hồng Quân, đều là người nhân gian mới phi thăng được 3 năm. Cổ Bàn rất thành thật, kể rất chi tiết, nhưng chính điều đó lại làm cho Triệu Cường tức muốn nói máu. Các ngươi đừng nghĩ dùng thuật ngụy trang là cao minh, đừng tưởng ta không dám giết các ngươi. Các ngươi cùng lắm là tam tứ cấp kim tiên mà thôi, các ngươi phải biết rằng Ngư Dương Tinh chính là địa bàn của ta. Triệu Cường suy nghĩ nửa ngày trời cũng không ra được lai lịch của hai người này. Hắn chỉ có thể nghĩ bọn họ chính là người phi thăng. Nghĩ đến phần này, hai mắt hắn sáng rực lên. Bất luận hai kẻ này ở nhân gian giới có mạnh thế nào chăng nữa, lên tiên giới đều giống nhau, đặc biệt là không có thế lực nào đứng sau lưng bảo vệ, sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng cho những kẻ khác săn giết. Triệu Cường nhìn Cổ Bàn nói: Cổ Bàn, ngươi tốc độ rất nhanh, ta rất bội phục ngươi. Quả thực ngươi khiến cho ta rất bội phục. Ta sẽ cho bọn chúng cùng lên đấu với ngươi. Sau đó quay về phía bọn tùy tùng phân phó: Động thủ, gã Hồ Hồng để cho ta tự mình giải quyết. Triệu Cường mạnh mẽ hét lên. Tiên thức của hắn đã phát hiện ra hiện tại đang có mấy người đều là kim tiên cảnh giới, đang cấp tốc hướng tới phía này bay tới. Cần nhanh chóng giải quyết bọn Hồng Quân, tránh để đêm dài lắm mộng. Mười mấy người đều là nhị cấp kim tiên vây chặt Cổ Bàn. Cổ Bàn được tốc độ ưu việt hỗ trợ nên có thể cùng mười mấy người du đấu, tạm thời cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Hồng Quân đã cùng Triệu Cường vài lần công kích, trên tay Triệu Cường chính là một kiện cực phẩm tiên khí. Với lực công kích đó đã khiến Hồng Quân bị phản chấn mà phải thối lui, ngoài ra không gây được một chút thương tổn nào trên cơ thể Hồng Quân. Kim đao tiểu kiếm lần lượt được xuất ra, uy lực của hai món binh khí này Triệu Cường đã thấy qua, nên thượng phẩm tiên khí trên tay hắn cũng không dám trực tiếp ngạnh đấu với binh khí của Hồng Quân. Chính vì thế hắn chỉ còn biết dùng thân pháp tránh né. Cục diện trông có vẻ như Hồng Quân và Cổ Bàn bất lợi, nhưng cũng thành một loại giằng co dai dẳng. Cổ Bàn dù sao kinh nghiệm đánh nhau cũng chưa đủ, mười mấy người hơi biến hóa phương thức công kích cũng khiến Cổ Bàn cảm thấy áp lực gia tăng. Mười mấy người không một mạch công kích, phân thành từng tuyến tấn công, cứ ba người công kích chấm dứt lại có ba người khác thay vào. Không bao lâu trên người Cổ Bàn đã xuất hiện nhiều vết thương, nhưng cũng may đó chỉ là những vết thương nhẹ. Nhưng đổi lại, Cổ Bàn cũng làm bị thương ba người, hủy đi hai kiện tiên khí của bọn họ. Triệu Cường càng lúc càng kinh ngạc, vô số lần công kích vào thân thể Hồng Quân, thế nhưng không thể làm cho hắn có một chút thương tổn nào. Ngược lại, mấy lần xém chút bị Hồng Quân đả thương. Mà lúc này, xung quanh trận chiến đã có hơn 10 tiên nhân đang đứng xem cuộc chiến. Hiển nhiên là họ đã nhận ra Triệu Cường. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi, Triệu Cường ngay lập tức đưa tin về môn phái, thỉnh cầu mấy người đưa cao thủ tới đây viện trợ. Phó môn chủ Vương Tư Minh nhận được tin tức liền phái ra hai người cửu cấp kim tiên đi trợ giúp. Biết được có hai người cửu cấp kim tiên đến trợ giúp, Triệu Cường trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Chỉ cần hai cửu cấp kim tiên này tới, cho dù tiên giáp của Hồng Quân có cường đại đến mức nào cũng không thể chịu nổi ba người đẳng cấp kim tiên liên thủ. Bên cạnh còn có những kẻ muốn đục nước béo cò, chỉ cần có hai người này thì bọn họ sẽ không còn một chút cơ hội nào. Ngay lúc đó, Hồng Quân đã bị dính một chưởng của Triệu Cường, đành phải thối lui về phía sau lưng Cổ Bàn. Cạnh đó là một tử y kim tiên, đao trước kiếm sau. Tử y kim tiên sau khi tránh được kim đao, nhưng ngay lập tức bị tiểu kiếm xuyên thấu, không cam lòng mà rơi trên mặt đất. Tiểu Bàn, không nên cùng bọn họ liều mạng đánh bừa, hãy giả vờ không địch lại, sau đấy tung ra sát chiêu. Hồng Quân âm thầm truyền âm cho Cổ Bàn, vì cách đánh của Cổ Bàn quá mức chính thống, còn những người này thì chỉ muốn giết chết hắn cho bằng được. Đệ đệ! Tử y kim tiên vừa chết, vây công Cổ Bàn là một hoàng y kim tiên liền phi thân xuống, ôm được thi thể của tử y kim tiên dưng dưng kêu lên: Ta muốn giết ngươi! Hoàng y kim tiên sau khi thu hồi thể xác của tử y kim tiên liền bỏ qua, không thèm công kích Cổ Bàn, hướng Hồng Quân bay tới, quyết tâm giết hắn để trả thù cho đệ đệ của mình. Mã Long, trở về ngay! Đối với tên tiểu tử ấy, thiếu môn chủ ta sẽ cho ngươi cơ hội để trả thù cho đệ đệ. Triệu Cường muốn ngăn cản Hoàng Y Kim Tiên đang muốn cùng Hồng Quân liều mạng. Hắn liều mạng với Hồng Quân không khác gì đi chịu chết. Ngay cả Triệu Cường còn không công kích qua được sự phòng ngự của Hồng Quân, huống chi Mã Long chỉ là tam cấp Kim Tiên. Thiếu môn chủ, hắn đã giết chết đệ đệ của tôi, người nhất định phải giết hắn trả thù cho đệ đệ. Hoàng Y Kim Tiên trong mắt rưng rưng nhìn Hồng Quân với ánh mắt căm thù, đối mặt với Triệu Cường bi thống nói:
Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn đâu. Triệu Cường nhẹ nhàng vỗ vai Mã Long. Mã Long cùng Mã Hổ chính là tùy tùng của Triệu Cường ở Phi Thiên Môn. Hai người này là hai tùy tùng được Triệu Cường sủng ái. Bây giờ mất một người, không những Mã Long giận dữ mà ngay cả Triệu Cường cũng điên cuồng. Triệu Cường vẫn đang chờ đợi hai người kiểu cấp kim tiên do môn phái cử đến. Chỉ cần không quá nửa khắc nữa, hai người kia sẽ đến. Đến lúc đó thì chính là lúc chết của Hồng Quân và Cổ Bàn. Triệu Cường muốn câu giờ chờ viện binh, nhưng Hồng Quân thì không dừng tay. Kim đao và tiểu kiếm thỉnh thoảng xuất ra giải vây cho Cổ Bàn. Cả đám kim tiên không dám dùng đao kiếm ngạnh tiếp vũ khí của hắn, mà chỉ tìm đường tránh né. Một kim tiên muốn dùng tiên linh lực trực tiếp vây khốn tiểu kiếm, nhưng hắn không tưởng được tiểu kiếm trực tiếp xuyên qua khí thuẫn được tạo thành bởi tiên linh lực. Kim tiên đó nếu không kịp tránh né, có lẽ là cái xác thứ hai sau Tử Y kim tiên Mã Hổ. Hồng Quân ra tay, ngay lập tức Cổ Bàn được giải vây khỏi đám kim tiên, thế trận tấn công của họ nhất thời bị phá. Cổ Bàn ngay lập tức nắm lấy cơ hội, nhị cấp kim tiên đang cuống quýt hóa giải kim đao của Hồng Quân thì ngay lập tức bị kiếm của Cổ Bàn xuyên qua người. Lại một kim tiên tùy tùng của Triệu Cường mất mạng. Nhưng đổi lại, trước khi chết, kim tiên này phát động từ hủy nguyên anh khiến Cổ Bàn cũng bị thương, tình hình càng thêm nguy hiểm. Triệu Cường lại phẫn nộ kêu lên, tiến lên phía trước nhân đà này, tiến lên giết chết Hồng Quân, không cho hắn có cơ hội giết chết tùy tùng đang vây công. Một lát sau, thiếu môn chủ, trên không xuất hiện hai bóng người. Hắc y nhân chính là kiểu cấp kim tiên mà Phi Thiên Môn cử đến, đang ôm quyền hướng phía Triệu Cường chào hỏi. Liễu sư huynh, Phương sư huynh, rốt cuộc các người cũng đã tới rồi. Triệu Cường cao hứng hô lên. Thiếu môn chủ, hai người kia không đơn giản đâu, tuyệt đối không phải nhất cấp thiên tiên. Liễu Thành Vân quan sát cẩn thận mọi người đang du đấu với Cổ Bàn. Bên cạnh lại có Hồng Quân thỉnh thoảng xuất thần khí làm nhiễu loạn những người vây công, cao mày nói. Thiếu môn chủ, kim đao cùng tiểu kiếm kia không đơn giản chỉ là cực phẩm tiên khí thôi đâu. Phương Thành Phi truyền âm cho Triệu Cường cho biết thông tin đó. Phương Thành Phi ở Phi Thiên Môn chuyên phụ trách luyện khí. Cực phẩm tiên khí hắn đã gặp qua không ít lần. Không có kiện cực phẩm tiên khí nào giống như hai kiện này. Kim đao cùng tiểu kiếm phát xạ hàn quang thật xa, khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Phương sư huynh, huynh nói vậy là có ý gì? Không lẽ so với cực phẩm tiên khí còn có phần cao hơn sao? Triệu Cường hai mắt xạ tinh quang, tim nhảy dựng lên. Ý tứ của Phương Thành Phi, Triệu Cường đã hiểu được. So với cực phẩm tiên khí còn tốt hơn, đích xác nó là một kiện thần khí. Thiếu môn chủ, chỉ cần bắt được hai người này, chúng ta tự nhiên hiểu được sự việc là như thế nào mà. Nếu ngài thành công bắt được bọn chúng thì ngài đã lập được đại công rồi. Phương Thành Phi gật đầu đáp. Từ khi Mê Thần Điện bị Tần Vũ thu mất, thần khí tại Tiên Ma Yêu Giới càng ngày càng ít đi. Đại bộ phận những thần khí này đều trong tay các tiên đế phi thăng thần giới. Bây giờ cũng chỉ còn lại mấy người. Những thế lực lớn thì chỉ còn có vài món, Phi Thiên Môn thì không có một món nào cả. Liễu sư huynh, Phương sư huynh, tiểu tử kia phòng thủ rất vững chắc, hai người liên thủ chắc chắn có thể làm cho tiểu tử kia bị thương. Nếu ta lập được công lớn, trước mặt cha sẽ giúp hai người lĩnh công. Hai hắc y nhân xuất hiện rất nhanh, khiến cho Hồng Quân chú ý. Nhìn vào thái độ của Triệu Cường, hai người này tu vi so với Triệu Cường chắc chắn cao hơn. Cổ Bàn trên người đã bị thương, kiên trì cũng không còn được bao nhiêu thời gian. Hồng Quân nhanh chóng truyền âm cho Cổ Bàn tiến nhập Hồng Quân hành phủ, đồng thời hoán triệu kiếm tiên Khôi Lỗi. Hai người đột nhiên biến mất, bỗng dưng lại xuất hiện ngay một cỗ hắc bào nhân ở đây, khiến cho Triệu Cường, Liễu Thành Vân, Phương Thành Phi cực kỳ kinh hãi. Đặc biệt người xa lạ này, Phương, Liễu hai người không có cách nào tra ra hắn có chút hơi thở. Tại hạ Phi Thiên Môn quản sự Liễu Thành Vân, xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại cứu địch nhân của Phi Thiên Môn chúng ta? Liễu Thành Vân báo danh tiếng môn phái trước, hy vọng với sự nổi tiếng của môn phái mình đối với người này có chút hữu dụng. Nhưng họ lại không thể nào nhìn thấu thực lực của hắc bào nhân. Một ý niệm không ổn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Liễu Thành Vân. Liễu sư huynh, người này không phải là huyền tiên chứ? Phương Thành Phi cùng Liễu Thành Vân đều có sự lo lắng giống nhau. Ta cũng không rõ lắm, huyền tiên chúng ta Phi Thiên Môn cũng không sợ, ở đây là Ngư Dương Tinh mà. Liễu Thành Vân truyền âm cho Phương Thành Phi nói. Không hiểu rõ thân phận của người này, cả hai cũng không dám vọng động. Triệu Cường cũng không rõ sự tình gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai vị sư huynh, hắn cũng biết chuyện này khó giải quyết.
hắn chỉ nghĩ rằng đối phương chỉ có hai người, cùng lắm là tam tứ cấp kim tiên, ngụy trang thành nhất cấp thiên tiên, nên không tưởng rằng lại có sự xuất hiện của người lạ mặt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hai người kia là bằng hữu của ta. Các ngươi muốn giết bọn họ, theo các ngươi thì bây giờ ta nên làm gì? Hắc Bảo Nhân hay chính là Hồng Quân đang khống chế kiếm tiên khôi lỗi, còn bản thể của Hồng Quân đang trong Hồng Quân hành phủ xem xét vết thương của Cổ Bàn. Hắn đưa kiếm tiên khôi lỗi ra ngoài vì những người này đã đả thương Cổ Bàn, làm hắn nổi lên sát ý, hắn không muốn tha cho họ. Các hạ muốn trở thành địch nhân của Phi Thiên Môn chúng ta sao? Liễu Thành Vân cuồng nộ quát lớn. Hắn cùng Phương Thành Phi bảo hộ Triệu Cường ở phía sau. Những người khác có thể chết nhưng Triệu Cường là không thể. Nếu hắn có mệnh hệ nào thì hai người cũng không còn đường nào mà quay về Phi Thiên Môn nữa. Lại đây xem thế nào. Kiếm tiên khôi lỗi chân tay loáng lên, tiểu kiếm xuất hiện ngay trên tay, nhanh chóng biến thành lớn, trở thành bộ dạng của tiên kiếm. Một đạo kiếm khí bổ xuống. Liễu Thành Vân, Phương Thành Phi cùng Triệu Cường hét lớn một tiếng, tiên giáp hộ thân đồng thời phát ra tiên lực, ngăn cản đạo kiếm khí của kiếm tiên khôi lỗi. Kiếm tiên, các hạ chính là huyền tiên chi cảnh kiếm tiên sao? Các hạ thân phận tiên đế mà đối với chúng ta ra tay, không sợ hạ thấp thân phận sao? Ba người bị kiếm khí cường đại chấn lui. Sau khi ổn định thân thể, Liễu Thành Vân hướng kiếm tiên khôi lỗi hô to: Huyền tiên! Hồng Quân bên trong mỉm cười nhẹ nhàng nói: Ta còn chưa tới huyền tiên chi cảnh, bất quá cũng chỉ kém có một chút thôi. Hồng Quân nói như thế cũng chỉ để cho họ an tâm một chút. Đối thủ là tiên đế, vậy thì Phi Thiên Môn cũng có khả năng ứng phó. Nhưng thực sự họ không biết thực lực của kiếm tiên khôi lỗi đích thực khủng khiếp. Một kiếm vừa rồi Hồng Quân chỉ là thử nghiệm một chút, còn chưa chính thức bắt đầu. Hồng Quân đột nhiên động thủ, trong nháy mắt bay đến một tam cấp kim tiên bên cạnh, thần kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua người kim tiên. Sau đó hắn nhẹ nhàng nói: Vừa nãy vết thương của Cổ Bàn là do ngươi lưu lại phải không? Ngươi... Tam cấp kim tiên bị thần kiếm trực tiếp xuyên qua đan điền, nói không được một chữ rồi gục xuống. Các hạ nhất định muốn trở thành địch nhân của Phi Thiên Môn sao? Liễu Thành Vân cùng Phương Thành Phi đều không thấy rõ chiêu thức của kiếm tiên khôi lỗi, không kịp phản ứng thì đã biết bên mình mất đi một người. Chính xác là như thế. Hồng Quân nở nụ cười quái dị. Hắn điều khiển kiếm tiên khôi lỗi giết người, tam cấp kim tiên nọ trở thành chân linh du nhập trong phong thần bảng. Các ngươi nói cũng đã quá muộn rồi, vừa rồi các ngươi muốn ép hai bằng hữu của ta vào chỗ chết. Hồng Quân lại mỉm cười, thần kiếm lại lâng lên. Kiếm đáng bát phương! Hồng Quân nhẹ nhàng quát, trực tiếp xuất ra thức thứ 8 của Phá Thiên Kiếm Quyết. Vừa rồi thông qua thiên thức của kiếm tiên khôi lỗi phát hiện ra một cao thủ đứng bên cạnh. Người này không sao nhìn ra tu vi, khẳng định đó là một tiên đế. Trong nháy mắt, tám đạo kiếm khí lấy kiếm tiên khôi lỗi làm trung tâm, trực tiếp hướng mấy người của Phi Thiên Môn bay tới. Trong tám đạo kiếm khí có ba đạo cực mạnh bay về phía bọn Triệu Cường, còn lại năm đạo thì bay tới tấn công chín người còn lại. Để ta cản ngươi! Người đứng bên cạnh xem trận đấu chính là phó môn chủ của Phi Thiên Môn, chính là nhị cấp tiên đế Vương Tử Minh. Thấy đạo kiếm khí uy lực cực mạnh thì ngay lập tức thuấn di tới bên cạnh Triệu Cường, vô luận thế nào cũng không để Triệu Cường trước mặt mình bị tử thương. Vương Tư Minh trực tiếp đỡ lấy đạo kiếm khí này. Hắn vốn tưởng rằng Liễu Thành Vân cùng Phương Thành Phi có thể đỡ được kiếm khí này, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể tưởng tượng kiếm khí lại cường đại đến như vậy. Kiếm khí khiến Vương Tư Minh thối lui hơn 10 thước, trong ngực nhộn nhạo, trên khóe miệng hiện ra tơ máu, chứng tỏ hắn đã bị thương. Chín người còn lại cùng lắm là tứ cấp kim tiên, sau khi đúng chúng vào kiếm khí thì 5 người tử thương tại chỗ, còn 4 người bị thương nặng không còn đủ sức bay lên. Liễu Thành Vân khi thấy kiếm khí phát ra đã thấy bất hảo, tất cả tiên lực toàn thân đều ngưng tụ vào trên chiến giáp. Năm đó Tần Vũ dùng trung phẩm thần khí phá thiên phát ra một chiêu đã khiến cho bát cấp kim tiên tử vong tại chỗ. Liễu Thành Vân tuy là kiểu cấp kim tiên nhưng lại bị Hồng Quân dùng thượng phẩm thần khí phát chiêu, nên hắn cũng không thể ngăn cản được. Tiên giáp bị đánh nát, Nguyên Anh trực tiếp bị đánh tan, Liễu Thành Vân ngay lập tức hóa thành chân linh trong phong thần bảng. Phương Thành Chi so với vận khí của Liễu Thành Vân thì tốt hơn một chút. Kiếm khí tới khi hắn cùng Triệu Cường vội vã lui về phía sau. Chính vì thế đạo kiếm khí còn lại đa phần được Vương Tư Minh đỡ hết. Nhưng Phương Thành Phi vẫn bị thương nặng, không ngừng tổ huyết, tiên giáp vỡ nát. Vương Tư Minh toàn thân toát mồ hôi lạnh,
Nếu vừa rồi hắn không kịp ra tay thì Triệu Cường đã thành oan hồn. Tại hiện trường chỉ còn lại mình Triệu Cường là không bị thương, chỉ biết ngây ngốc nhìn trận đấu. Các hạ thủ đoạn khá lắm. Vương Tư Minh căm tức nhìn kiếm tiên Khôi Lỗi, trong lòng hỏa khí bùng lên. Trước mắt mình mà ngay cả người quản gia của Phi Thiên Môn trực tiếp bị giết chết. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một sự đả kích rất lớn không chịu nổi của hắn. Vương Tư Minh nhanh chóng an bài cho Triệu Cường đi trước. Trước mắt là một kiếm tiên mà lực công kích tuyệt đối không dưới tiên đế. Vừa rồi sử dụng một kích, chín khối nguyên linh thạch đã hao đi 6 phần. Hồng Quân nhanh chóng thay vào chín khối mới, vì để đối phó với một tiên đế, 4 phần còn lại của nguyên linh thạch là không đủ. Các người Phi Thiên Môn muốn giết bằng hữu của ta, cướp đi vũ khí của họ, nếu không bị giết thì làm sao giác ngộ đây? Hồng Quân lạnh lùng cười, nếu hồi nãy Vương Tư Minh không xuất hiện thì bọn Triệu Cường và Phương Thành Phi không thể nào chịu được một kiếm vừa rồi. Các hạ, mời lên không để cho Tư Minh ta lãnh giáo một kiếm của các hạ. Vương Tư Minh nhìn kiếm tiên Khôi Lỗi chằm chằm, vừa rồi một kiếm kinh thiên đã khiến khách sạn bị hủy diệt hoàn toàn. Một số tiên nhân đứng xem trận đấu cũng bị dư kình chấn cho trọng thương, phải thối lui ra tận ngoài để xem chiến đấu. Hư không ngư. Hồng Quân khóe miệng cười một nụ cười kỳ quái. Vương Tư Minh căn bản không biết kiếm tiên Khôi Lỗi có lực phòng ngự kinh khủng như thế nào, tưởng rằng khi chiến đấu tại hư không có thể tùy ý mà hành động. Được, sẽ như ngươi mong muốn. Kiếm tiên Khôi Lỗi bay lên trước, chờ tiên đế Vương Tư Minh ở trên không. Rất nhiều kim tiên cao thủ cũng bay vào hư không để xem trận chiến này. Nhân mã chỉ mới thiên tiên cảnh giới thì đứng lại ở phía xa không dám tới gần. Thế nhưng đây là trận chiến của tiên đế khó gặp qua, nên họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vương Tư Minh có một cực phẩm chiến giáp cùng với cực phẩm tiên kiếm. Tuy rằng đối thủ của hắn chỉ là cửu cấp kim tiên, lực công kích hắn đã thấy qua, nếu so với tiên đế thì cũng chưa thể so sánh được. Các hạ tên họ là gì? Vương Tư Minh ta không giết kẻ vô danh. Vương Tư Minh trong hư không lạnh nhạt hỏi. Ta tên gọi là gì? Người không xứng đáng để biết, bớt nói xàm đi, xem kiếm. Hồng Quân ra tay trước, phá thiên quyết được sử dụng ngay. Đó là thức thứ 5 và thức thứ 6. Trong nháy mắt, Vương Tư Minh bị kiếm khí bao vây. Xoẹt, xoẹt. Vương Tư Minh mở mắt thật to. Kiếm khí tựa như một vòng quang mang vây kín hắn vào giữa. Đao khí từ kim đao trực tiếp xuyên qua tiên khí hộ thể, trực tiếp đánh vào tiên giáp, khiến cho tiên giáp đột ngột vỡ vụn. Là thần khí ư? Vương Tư Minh vội vàng hút vào một lượng khí. Chỉ là một đao mà đã trực tiếp đánh vỡ cực phẩm tiên giáp, không phải là thần khí thì là cái gì đây? Các hạ đến cùng ai? Vì sao cũng có thần khí? Vương Tư Minh đã thấy kiếm khí của Hồng Quân, không thấy kiếm khí bất phàm. Nhưng Vương Tư Minh không giống như bọn Triệu Cường, hắn biết mấy người này người nào cũng có thần khí, chắc chắn phải có một thế lực cường đại nào đó chống lưng. Nếu là người thường thì không thể có thần khí nhiều đến như vậy. Sở hữu thần khí kỳ quái lắm sao? Ta đã nói ngươi không xứng để biết tên ta. Hồng Quân lạnh lùng nói. Chín cấp kim tiên vẫn không có cách nào ngăn cản tiên đế thuấn di. Nếu Vương Tư Minh thật sự muốn thuấn di thì Hồng Quân không có cách nào ngăn cản. Những tu chân kim tiên bên ngoài ngây ngốc xem cuộc chiến. Nói về thần khí thì họ cũng chỉ nghe nói qua, bọn họ đây là lần đầu tiên được thấy thần khí. Phó môn chủ Phi Thiên Môn trên người cũng có cực phẩm tiên giáp hộ thân, mà chỉ cần một chút sơ sẩy thôi đã bị đánh tan. Họ thấy quả thực thần khí bá đạo giống như lời đồn. Cho dù ngươi có thần khí cũng vậy, ngươi cũng nên biết rằng Phi Thiên Môn chúng ta là thuộc hạ của Ngũ Hoàng. Vương Tư Minh không sợ Hồng Quân sở hữu thần khí, mà đã thấy sự khủng khiếp của kiếm tiên nên đành phải đem danh của Ngũ Hoàng Ngũ Hành ra đe dọa. Mặc kệ ngươi là ai, muốn giết bằng hữu của ta, ta sẽ giết không tha. Trong mắt Hồng Quân hiện lên tia lãnh quang. Trên thần giới đã gặp rất nhiều người, với một Ngũ Hoàng nho nhỏ làm sao dọa được Hồng Quân đây. Hồng Quân kiếm tiên Khôi Lỗi trực tiếp phi thân lên trước, kiếm mang loang loáng, khí thế phô thiên cái địa vây lấy Vương Tư Minh. Vương Tư Minh không dám khinh thường, nhanh chóng xuất vực, là khả năng đặc hữu của tiên đế, khiến thân mình Hồng Quân chậm xuống và nhanh chóng tránh được kiếm mang. Vừa rồi lại là thần khí ư? Vương Tư Minh trong lòng cảm thấy bất an. Tại tiên ma yêu giới nhanh chóng xuất ra hai kiện thần khí, khẳng định không phải tầm thường. Vương Tư Minh từ trước chưa từng nghe qua, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm. Ngươi sử dụng vực đúng không?
tiếc là đối với ta tác dụng không nhiều. Hồng Quân cười lạnh nói, tiên đế sử dụng vực khiến cho hành động của Hồng Quân chậm hơn. Vương Tư Minh sử dụng vực để làm cho tốc độ của Hồng Quân chậm hơn với mục đích tránh né, không cho Hồng Quân cận chiến. Không cận chiến thì khả năng ảnh hưởng tới sinh mạng của hắn ít hơn. Rõ ràng hắn phải chọn điều kiện này. Chỉ nhị cấp tiên đế mà không có thần khí thì không có khả năng ảnh hưởng đến kiếm tiên khôi lỗi. Hồng Quân không lo về phòng thủ, lại tiếp tục sử dụng kiếm khí. Kiếm khí không ngừng xé rách không gian, kiếm khí như mưa vây kín lấy Vương Tư Minh. Tiên giáp đã bị hủy, Vương Tư Minh tiếp tục mặc lên người bộ thượng phẩm tiên giáp khác. Kiếm tiên không ngừng phá toái không gian, ngăn cản kiếm khí của Hồng Quân. Thế nhưng kiếm khí quá mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cuối cùng thì kiếm tiên cũng không chịu được sự công kích của kiếm khí. Kiếm tiên rung động như sắp không chịu nổi, khiến cho Vương Tư Minh hao tổn công lực rất nhiều. Vốn lúc trước Vương Tư Minh đã bị thương, tiên giáp bị hủy, tiên kiếm có khả năng không chịu được bao lâu nữa. Đây là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà Vương Tư Minh gặp phải từ khi trở thành tiên đế. Chính vì thế, hắn chỉ còn biết dùng thuấn di để tránh những đòn tấn công của Hồng Quân. Ngay sau khi tránh đòn, hắn thuấn di đến ngay bên cạnh Hồng Quân, vực được huy động khiến động tác của Hồng Quân bị chậm lại. Tiên kiếm chỉ trực công kích vào đan điền của Hồng Quân. Hắn bất chấp thủ đoạn, không kể mặt mũi, chỉ muốn giết cho bằng được Hồng Quân để cướp thần khí. Hắn chỉ nghĩ cho dù thế lực sau lưng của Hồng Quân mạnh cỡ nào thì Ngũ Hoàng nhất định cũng ra mặt giúp đỡ Phi Thiên Môn. Tiên kiếm hung hăng đâm trúng đan điền Hồng Quân. Vương Tư Minh nghĩ chắc chắn lần này sẽ giết chết được đối thủ, nhưng ngay lập tức nét mặt hắn sầm xuống, bị lực phản chấn lui về phía sau mấy thước. Còn thân hình của kiếm tiên khôn lỗi thì bị chấn bay thẳng xuống dưới. Vương Tư Minh trong lòng chấn động thầm nghĩ, là thần khí, phòng thủ đó chính là thần khí. Để ngăn cản được đòn công kích đó thì ngoài thần khí chiến y ra không còn gì khác. Ba kiện thần khí lại xuất hiện trên người một tên tiểu tử, thử hỏi nói ra điều đó ai dám tin đây. Bị bắn về phía sau hơn 1000 thước, kiếm tiên khôn lỗi mới dừng lại được. Ngoại trừ chỉ tiêu hao hao tổn năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch thì trên người kiếm tiên khôn lỗi không có bất cứ một vết thương tích nào. Người cuối cùng là ai? Vương Tư Minh lớn tiếng hô, một người mà trên mình có đến 3 kiện thần khí, lại còn có cả thần giáp chiến y, điều đó khiến cho Vương Tư Minh cảm thấy khủng khiếp. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng để biết tên ta. Hồng Quân kiểm tra lại kiếm tiên khôn lỗi, đoạn đứng dậy. 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch đã hao tổn mất 7 phần, tuy nhiên từng đó năng lượng cũng đủ để phát ra được một chiêu, đó là thức thứ 9, và đây cũng chính là thức mạnh nhất. Kiếm tiên khôn lỗi nhìn chằm chằm Vương Tư Minh, thần khí cao cao dơ lên, vô số năng lượng tụ tập vào thân kiếm. Năng lượng được phát ra che khuất cả Hồng Quân, bao phủ lấy hắn trong làn năng lượng huyền ảo. Những kim tiên quan chiến lúc này không thấy được chân thân của kiếm tiên khôn lỗi, họ chỉ thấy một đạo quang mang sáng chói bao quanh thân thể một người. Một kiếm xé trời, kiếm tiên khôn lỗi hét to một tiếng, vô số năng lượng tụ lại thành một đạo kiếm khí, giống như xé rách không gian phi tới. Không gian xung quanh đều bị kiếm khí này phá hủy. Nhưng đáng tiếc, kiếm tiên khôn lỗi mới chỉ là kiểu cấp kim tiên tu vi, nên hiệu quả không được như ý muốn. Nếu nghịch cương tiên đế trực tiếp ra đòn này thì khẳng định không gian xung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn. Vương Tư Minh kinh hãi thét lên khi thấy kiếm khí kinh hoàng bay đến. Hắn muốn thuấn di trốn đi, nhưng không gian xung quanh bị kiếm khí phá toái, không ổn định nên không có cách nào lẩn trốn. Phập, hực. Kiếm khí nhanh chóng xuyên thấu thân thể Vương Tư Minh. Một nguyên anh nho nhỏ cấp tốc hướng phía ngoài đào tẩu. Vương Tư Minh đã ngưng tụ tiên lực toàn thân để ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ có thể để cho nguyên anh lánh đi, còn thân thể thì bị kiếm khí phá nát. Một kiếm khí cường đại, những người quan chiến xung quanh cũng cảm thấy một áp lực khó thở. Những người đứng gần bị ảnh hưởng của kiếp khí lập tức hộc máu trọng thương. Phần lớn kiếm khí dồn vào Vương Tư Minh nên những người xung quanh không có ai vong mạng. Những người này cũng rất thông minh khi đứng từ xa xem chiến. Nếu là đứng ở gần, có lẽ họ không còn tồn tại được đến giờ này. Muốn chạy trốn nữa. Kiếm tiên khôn lỗi bỗng dưng biến mất, xuất hiện bên cạnh nguyên anh của Vương Tư Minh, đưa tay bắt lấy nguyên anh của Vương Tư Minh. Mặc dù nguyên anh vẫn dãy giụa, cơ nào cũng không thoát ra được. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta chỉ còn lại nguyên anh thôi mà. Tha cho ngươi, nếu ta bị ngươi bắt, liệu ngươi có tha cho ta không? Hai bằng hữu của ta cũng chỉ là nhất cấp thiên tiên, nhưng các ngươi mười mấy tên kim tiên vây công bọn họ, đó là điều mà ngươi đã nói sao? Hồng Quân lạnh lùng nói, trên tay bóp mạnh,
Vương Tư Minh trở thành tiên đế đầu tiên du nhập phong thần bảng. Giết ngươi rồi, ta trở thành tội nghiệt của phi thiên môn đây. Hồng Quân có chút thở dài than vãn. Bên ngoài, những kim tiên xem chiến chậm rãi lui về phía sau. Hồng Quân ở đây đã giết phó môn chủ của phi thiên môn, một vị tiên đế. Bất kỳ người nào của phi thiên môn hay người của ngũ hoàng cũng đều không thể buông tha cho hắn. Chắc chắn không bao lâu nữa nhiều cao thủ sẽ đến, tránh cho họ hiểu nhầm, tốt nhất nên lánh trước đi là hơn. Tư Minh! Một tiếng giống giận dữ truyền đến. Nguyên Anh Vương Tư Minh vừa bị bóp nát thì ngay lập tức trưởng môn phi thiên môn Triệu Hầu Viễn xuất hiện. Triệu Hầu Viễn biết được chuyện này sau khi nghe Triệu Cường kể lại. Triệu Hầu Viễn vốn tưởng rằng với nhị cấp tiên đế của Vương Tư Minh truy sát cửu cấp kim tiên không thành vấn đề. An ủi Triệu Cường sau khi bỏ chạy, hắn càng không tưởng được chỉ chậm một bước mà Vương Tư Minh đã mất mạng trong tay cửu cấp kim tiên. Ngươi là người phương nào mà dám giết phó môn chủ của phi thiên môn ta? Triệu Hầu Viễn xuất hiện trước mặt kiếm tiên Khôn Lỗi, giận dữ hỏi. Vấn đề này hắn đã hỏi qua, câu trả lời của ta vẫn giống như trước, ngươi không xứng để biết. Láo toét, ta là một trong 72 tiên đế của ngũ hoàng mà ngươi dám vũ nhục ta sao? Triệu Hầu Viễn rất tức giận, thân phận của hắn không giống như Vương Tư Minh, hắn vừa là trưởng môn của đệ nhất phái Ngư Dương Tinh phi thiên môn, lại là một trong 72 tiên đế được ngũ hoàng nể trọng, thì làm sao chấp nhận được điều sỉ nhục này? Phi thiên môn ngươi cậy người đông thế mạnh muốn cướp thần khí của hai người bạn ta, không lẽ không đáng chết sao? Kể cả là ngũ hoàng ở đây, câu trả lời của ta vẫn là vậy. Thần khí ư? Triệu Hầu Viễn sắc mặt thay đổi. Hắn cũng có nghe qua Triệu Cường nói qua về thần khí, nhưng sự thật như thế nào thì hắn vẫn chưa dám khẳng định. Dĩ nhiên là Triệu Hầu Viễn không biết Hồng Quân có được trong tay thần khí. Ngươi nói rằng ngươi có thần khí? Triệu Hầu Viễn hỏi lại. Như thế nào, không lẽ ngươi cũng muốn cướp thần khí trên tay ta? Kiếm tiên Khôn Lỗi mỉm cười, thần kiếm xuất hiện trên tay. Triệu Hầu Viễn lướt mắt qua đã nhận ra đó đích xác là thần khí. Triệu Hầu Viễn không ngốc, hắn nhanh chóng nghĩ ra nhiều giả thiết. Ý nghĩ đầu tiên của hắn giống như Vương Tư Minh, kẻ mà thân phận mang thần khí như vậy chắc chắn là một nhân vật trọng yếu của một phương thế lực. Triệu Hầu Viễn còn biết rõ ngũ hoàng đích xác rất cần thần khí, bất kể người nào thuộc thế lực nào, nếu có thần khí là phải ra tay cướp đoạt. Chỉ cần hắn cướp được thần khí hiến tặng cho ngũ hoàng thì nhất định ngũ hoàng sẽ bảo vệ hắn khỏi thế lực kia. Ngũ hoàng trên tiên giới là thế lực số 1, kể cả yêu tộc thế lực đều phải nể mặt. Hơn nữa, một bí mật quan trọng mà Triệu Hầu Viễn biết được đó là mối quan hệ mật thiết giữa ngũ hoàng và ám tinh giới Kim Hình Quân Văn Phong. Có Kim Hình Quân đứng sau chống lưng thì bất kỳ một thế lực nào cũng không dám đụng vào ngũ hoàng. Trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng cuối cùng hắn quyết định mặc kệ người kia là ai, không để cho hắn rời đi, nhất định phải cướp đoạt thần khí. Chỉ cần như thế hắn đã lập được công lớn với ngũ hoàng. Điều đó thì còn gì bằng. Phi thiên môn đã kết oán với người này, chỉ còn cách giết người cướp thần khí mới có thể khiến cho ngũ hoàng bảo vệ hắn khỏi sự trả thù của thế lực sau lưng địch nhân. Mặc kệ ngươi có là ai, giết chết người của phi thiên môn ta thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Triệu Hầu Viễn hung hăng nói. Thật không? Nếu hắn là bạn của ta thì ngươi có dám giết không? Một âm thanh sang sảng từ đâu truyền tới. Triệu Hầu Viễn hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra tiếng nói đó là của ai. Bên người kiếm tiên Khôn Lỗi đột nhiên xuất hiện ba người, đó chính là Tông Quật cùng Ngê Minh đã đưa Phượng Hy tới Ngư Dương Tinh. Âm thanh vừa truyền tới chính là của siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bàng Tông Quật. Thì ra là Tông tiền bối, văn bối không biết người này là bằng hữu của tiền bối. Nếu biết thì không đời nào văn bối dám làm khó cho hắn. Triệu Hầu Viễn trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tông Quật là một trong số ít người không xem ngũ hoàng ra gì. Tông Quật không phải bằng ma hoàng nhưng lại cùng Ngê Minh kết làm vợ chồng. Hai người đều là bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú, ở cùng nhau bất kể kẻ nào cũng không dám coi thường. Mà quan trọng là họ chỉ có hai người, hành vi bất định có thể nói chẳng có gì đáng sợ với vợ chồng họ. Lan Phong, không ngờ cách ngàn ngàn năm ở thiên ma yêu giới rốt cuộc lại gặp được ngươi. Tông Quật không để ý tới Triệu Hổ Viễn đang không người kính chào mà chỉ hướng tới kiếm tiên Khôn Lỗi nói chuyện. Lan Phong ngư? Hồng Quân ngạc nhiên, hắn có khả năng biết người mới đến là Tông Quật. Trông hình dáng, khí chất đã cảm thấy con người này không phải là tầm thường. Lan Phong, sao vậy? Năm đó từ nghịch cương cảnh từ biệt, ta với ngươi đã không gặp nhau, hay là lâu quá mà ngươi không còn nhớ ta rồi?
Tông Quật cười ha ha nói: "Nghịch cương cảnh ư?" Hồng Quân giật mình vì kiếm tiên khô lỗi là bí mật của Tần gia không ai biết được. Nhưng hắn không biết rằng năm xưa cha hắn Tần Vũ đã dùng kiếm tiên khô lỗi đoạt lấy vạn thú phổ. Năm đó Tông Quật cũng có mặt ở đó. Hắn vẫn nghĩ rằng kiếm tiên khô lỗi chính là sư thúc của Tần Vũ, có tên là Lan Phong. Tông Quật huynh, ta nhớ ra rồi, sau nhiều năm như vậy mà sao huynh lại có mặt ở đây? Kiếm tiên khô lỗi ôm quyền hướng Tông Quật chào. Nơi này không phải chỗ của chúng ta nói chuyện, nào chúng ta tìm chỗ nào đó hàn huyên đi. Tông Quật phất tay, trực tiếp mang theo mấy người thuấn di đi mất, để lại một mình Triệu Hầu Viễn sợ hãi đứng ở đó. Một lầu tầng 2 của tiểu lâu đã được Tông Quật bao toàn bộ. Tông Quật sau khi cho tiểu nhị mang rượu thịt lên xong thì bố trí ngay một trận pháp cách âm, sau đó bốn người cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lan Phong huynh, có điều này không biết có nên hỏi hay không? Tông Quật nghi hoặc cười cười hỏi. Tông Quật huynh, xin cứ nói. Tại sao lúc ở nhân gian giới ta gặp huynh đã là kiểu cấp kim tiên, sau ngàn ngàn năm như thế tu vi của huynh vẫn là kiểu cấp kim tiên vậy? À, không có gì, ta không có duyên với tiên đế nên bây giờ vẫn là kiểu cấp kim tiên. Kiếm tiên khôi lỗi ha ha cười nói. Sư tôn, Lan Phong này chính là quân ca, kẻ đứng trước mặt chúng ta chính là truyền thừa chi bảo của Tần gia, kiếm tiên khôi lỗi, con đã từng thấy qua rồi. Phượng Hy nhỏ giọng truyền âm cho Nghê Minh. Chỉ có Phượng Hy là biết thân phận đích thực của kiếm tiên khô lỗi. Nghe Hồng Quân cùng Tông Quật nói chuyện, Phượng Hy đã nhìn thấu kế sách của hắn. Sau khi Phượng Hy phi thăng, đã bái Nghê Minh làm sư phụ. Tiên ma yêu giới chỉ có hai nàng là siêu cấp thần thú Phượng Hoàng. Nghê Minh định sau khi độ thần kiếp sẽ để cho Phượng Hy làm truyền thừa. Chính vì thế họ mới đi cùng nhau. Cái gì? Con nói đây là Hồng Quân, cũng chính là hậu nhân của Tần gia sao? Nghê Minh có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm kiếm tiên khô lỗi nửa ngày rồi truyền âm cho Phượng Hy. Đúng vậy sư tôn, chính là hắn. Hay cho tên xú tiểu tử, nếu đầu như ta không nói, người định giễu cợt chúng ta tới bao giờ? Nghê Minh đập bàn, quay qua kiếm tiên khô lỗi quát lớn. Minh Nhi, nàng sao vậy? Đây là kiếm tiên Lan Phong, tại nhân gian giới ta có biết hắn mà. Tông Quật rất ngạc nhiên vì phản ứng của Nghê Minh. Vừa rồi Nghê Minh cùng Phượng Hy truyền âm, lại nói chuyện với kiếm tiên khô lỗi nên không có cơ hội cho Phượng Hy chen vào. Tông ca, huynh bị hắn lừa rồi. Lan Phong cái gì hắn chứ, hắn chính là Hồng Quân, là hậu nhân của Tần gia. Tiểu Hy có nhận ra hắn rồi mà. Tông tiền bối, sư tôn nói quả không sai. Mà Quân ca, huynh cũng đừng đóng giả nữa. Phượng Hy nhìn Hồng Quân đang xấu hổ quay mặt đi cười trộm. Các ngươi nói Lan Phong là hậu nhân của Tần gia ư? Điều này là hết sức vô lý. Ngàn ngàn năm trước ta đã quen biết Lan Phong huynh đây rồi. Điều này Tông Quật không tin những gì mình đang thấy. Tông tiền bối, Nghe tiền bối, Tiểu Phượng nói quả không sai, ta chính là Hồng Quân. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Hồng Quân sau khi xuất hiện liền thu kiếm tiên khôi lỗi đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tông Quật ngạc nhiên ngây ngốc nhìn hai người mới xuất hiện, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Tông tiền bối, người nói người kia là Lan Phong, thực chất đó là Tần gia hộ tộc chi bảo, kiếm tiên khôi lỗi. Ngày trước văn bối cùng Quân ca có được từ Tần gia bảo tàng, ngay từ đầu văn bối cũng nghĩ đó là người sống. Phượng Hy quay sang Tông Quật giải thích. Tiểu Phượng nói rất đúng, Lan Phong là tên giả của hộ gia chi bảo kiếm tiên khôi lỗi, đều do ta khống chế. Tông tiền bối, thật sự xin lỗi người, vừa nãy vẫn chưa kịp cho người biết. Hồng Quân một lần nữa dùng kiếm tiên khôi lỗi nói chuyện với mọi người. Đây là cách giải thích ngắn gọn mà dễ hiểu nhất. Phải mất một thời gian dài, Tông Quật mới hiểu ra. Ông cảm thán quả thật Tần gia không hề đơn giản một chút nào. Tần Vũ năm đó dùng kiếm tiên khôi lỗi không biết đã lừa biết bao nhiêu người. Tiểu Quân, thôi được rồi, ta cũng gọi ngươi như vậy. Theo ta được biết thì người của Tần thị gia tộc đều cư ngụ ở thiên giới, cách nơi này không xa là Ngũ Đức Tinh. Ngươi làm thế nào mà xuất hiện ở nhân gian giới được đây? Tông tiền bối, ta bây giờ cũng không có ở cùng Tần gia, vắng mặt ở tiên ma yêu giới. Ta sống ở một nơi khác, xin được giữ bí mật. Ta ở nhân gian giới là có nguyên nhân đặc thù. Hồng Quân cũng không biết rằng cả gia tộc mình đã chuyển vào Tân Vũ Trụ. Ta đã ngàn ngàn năm rồi, không có tin tức của Tần gia, không biết lão bằng hữu thế nào rồi. Ông ấy rất khỏe. Hồng Quân cười thầm trong bụng, không nói ra mình chính là nhi tử của Tần Vũ. Cũng trong lúc này,
tại Ngư Dân Tinh, đại điện Phi Thiên Môn, Triệu Hầu Viễn đang cẩn thận nghiêng mình đứng sau một tử y nam tử. Triệu Hầu Viễn, ngươi xác định người kia sở hữu thần khí sao? Thuộc hạ xác định, hơn nữa qua trận chiến của hắn với các tiên nhân, ít nhất hắn có đến 3 kiện thần khí, trong đó có một kiện thần khí chiến giáp. Cửu cấp kim tiên, 3 kiện thần khí. Triệu Hầu Viễn, tin tức này cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định không được để tin tức này truyền ra ngoài Ngư Dương Tinh, ngươi hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu, Từ Đế đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ biết phải làm thế nào. Tốt, Tông Quật cùng Ngê Minh quả thực rất khó đối phó, thế nhưng ta không tin hai người họ lúc nào cũng bên cạnh tên tiểu tử đó, phải cực kỳ chú ý hành tung của họ, có tin tức gì lập tức hồi báo lại cho ta. Rõ, thuộc hạ xin cáo lui. Triệu Hồ Viễn từ từ rời khỏi đại điện. Ngư Dương Tinh xảy ra một trận chém giết, những tiên nhân tại hư không xem trận chiến của Kiếm Tiên Khôi Lỗi và Dương Tư Minh toàn bộ đã biến mất một cách bí ẩn. Điều này quả thật không còn là chuyện bình thường nữa. Tử Y Nhân chính là thuộc hạ trọng yếu của Ngũ Hoàng, cũng chính là sư đệ của Ngũ Hoàng, bắt cấp tiên đế Tử Quang, tự xưng là Tử Đế, cùng với Ngũ Hoàng đều là kiếm tiên. Nhận được tin tức của Triệu Hầu Viễn, Tử Quang từ hành tinh lân cận chạy sang. Thần khí đối với Ngũ Hoàng là rất trọng yếu và được khuyến khích, kể cả là giết người cướp đoạt. Nhớ khi xưa, khi Mê Thần Điện tồn tại thì Ngũ Hoàng mới là một kim tiên nho nhỏ, căn bản là không đủ thực lực tranh đoạt thần khí. Sau khi thế lực được thành lập, hắn mới chiếm được 2 kiện thần khí, đều là hạ phẩm thần kiếm. Hắn cùng Tử Đế mỗi người một kiện. Nếu có thần khí chiến y, thế lực của Ngũ Hoàng lại có thể cao hơn được một tầng. Hồng Quân không biết đã bị cao thủ theo dõi, vẫn cùng Tông Quật khoái trá nói chuyện phiếm. Cũng từ đó hắn hiểu thêm nhiều về Tần Vũ tại nhân gian giới. Ngê Minh mặc dù biết tu vi của Hồng Quân đã bị suy thoái, thế nhưng cũng không nói hắn giải trừ phong ấn của Phượng Hy tại Linh Thú Quyển. Từ Kiếm Tiên Khôi Lỗi đến vài kiện thần khí, người mình đã biết được Tần gia quả thật rất bất phàm. Nói thật, ta có rất nhiều năm cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão của các ngươi ở tại Tiên Ma Yêu Giới, có cả Liên Trùng và cha mẹ hắn, Bàn Man cùng mọi người. Tiểu Quân, ngươi nói xem nếu có cơ hội cùng với bọn họ gặp nhau, có hứng thú hay không đây? Hồng Quân chỉ có một ít thời gian nói chuyện với Tông Quật, nhưng cũng biết rất nhiều điều về bằng hữu của Tần Vũ. Mặc dù không biết Hồng Quân là nhi tử của Tần Vũ, nhưng từ tướng mạo, cách nói chuyện có thể đoán được Hồng Quân và Tần Vũ có mối quan hệ không bình thường. 3 ngày sau, Tông Quật mang Hồng Quân cùng Cổ Bàn rời khỏi Ngư Dương Tinh. Thấy Hồng Quân cùng nhân mã của Ngũ Hoàng chém giết trở thành thù địch, Tông Quật cũng lo lắng cho bọn hắn nên nhanh chóng rời khỏi Ngư Dương Tinh. Chỉ cần rời khỏi thế lực của Ngũ Hoàng, muốn đi đâu do bọn Hồng Quân tự mình quyết định. Tông Quật vừa rời đi, lúc trước Tử Quang đã bám sát theo sau. Cả Ngũ Hoàng thế lực đều chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ cần bọn họ tách nhau ra, có thể dùng vũ lực bắt họ nói ra Kiếm Tiên Khôi Lỗi hiện ở đâu để cướp đoạt thần khí chiến y. Tại Ẩn Đế Tinh, Tông Quật cùng Ngê Minh đang theo cả bọn Hồng Quân đến nơi này. Ẩn Đế Lâm Lâm đã biết Tần Vũ từ lâu nên bọn họ cư trú ở Ẩn Đế Tinh có vẻ an toàn hơn nhiều so với ở Ngư Dương Tinh. Hai lão giả ta sẽ không đi theo các ngươi nữa. Tiểu Quân, ta hy vọng các ngươi học tập theo Tần Vũ, ba huynh đệ họ tại Thiên Ma Yêu Giới làm nên những kỳ tích. Tông Quật cười ha ha và mang theo Ngê Minh rời đi. Trước khi đi, Tông Quật không quên để lại cho họ mỗi người một cái truyền tấn ngọc phù. Gặp nguy hiểm thì phải lập tức thông báo, với tốc độ của Tông Quật thì sẽ đến trong thời gian nhanh nhất. Tin tức Tông Quật tách khỏi nhóm Hồng Quân nhanh chóng được truyền đến tai của Tử Quang. Tông Quật rời đi được 3 ngày thì Tử Quang cũng xâm nhập Ẩn Đế Tinh. Tại Long tộc lãnh địa, Long tộc hạch tâm tinh cầu Lục Tinh Tinh, Tiên Ma Yêu Giới, Long tộc bị Nga Vô Danh mang đi hơn phân nửa. Nên chính vì đó, những người còn lại không còn bao nhiêu, thế lực cứng tù đó mà không được như xưa. Nhưng Long tộc còn có Long Hoàng, có truyền thừa chi bảo, nên thế lực này không dễ chọc vào. Long Hoàng Phương Điền chính là ngũ trảo kim long tại nhân gian giới, so với Tần Vũ thì phi thăng chậm hơn. Tại Tiên Ma Yêu Giới, khi Tần Vũ đã công danh hiển hách thì Phương Điền mới phi thăng. Sau khi Nga Vô Danh phi thăng thì Phương Điền tiếp nhận chức Long Hoàng, tính đến nay đã ngàn ngàn năm. Hiện tại Phương Điền đang đứng ngoài phòng đợi một người. Tính đại nhân đã có tin tức về hậu nhân của Tần gia, hắn vừa phi thăng cách đây không lâu, hắn xuất hiện tại Ngư Dương Tinh và đã gây tù hằn với Phi Thiên Môn, nhưng sau đó được Tông Quật cùng Ngê Minh đưa đến Ẩn Đế Tinh. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi Phương Điền, khổ cực cho ngươi quá. Từ trong phòng truyền ra âm thanh dễ nghe,
từ âm thanh này có thể thấy người nói có tâm trạng không vui, vẻ mặt có phần tiều tụy. Hoàng Phủ Tĩnh vốn tại nhân gian giới để tu tâm, muốn quên đi Tần Vũ, nhưng sự kiện này đã làm nhớ lại vô số hoài niệm, không biết chuyện tương lai còn có thể yên bình trôi qua nữa hay không. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.